Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng, ngành y tế đang làm thêm xét nghiệm để khẳng định. Ca nghi nhiễm COVID-19, nam 64 tuổi, có địa chỉ tại quận Ngũ Anh Sơn, Đà Nẵng, có tiền sử điều trị tại Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 7 và khoa lão Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 6 tháng 7 đến 12 tháng 7, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5 tháng 9. Ngày 6 tháng 9, thì bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp test nhanh và bằng phương pháp là mắc ELISA, kết quả dương tính với kháng thể. Có nghĩa là trước đây cơ thể của bệnh nhân từng nhiễm virus SARS-CoV-2, còn hiện tại kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.